Xin chào quý vị. Trước mặt mình đây là chiếc xe Sirius 2020. Độ lên bóng V70 nha các bạn, chính hãng luôn các bạn ha. Bên shop mình. Rồi ok, mở đèn manh luôn em ơi. Đó, ok. Thì hiện tại ở đây là chân bóng đèn chân H4 đỉnh nhất các bạn nha. Sáng không chói mắt mà độ sáng cực kỳ tốt luôn. Thì lắp bóng này thì bên mình chuyển điện bình luôn các bạn, chuyển điện bình cho các bạn luôn ha. Rồi ok. Rất tuyệt vời ha các bạn. Đó, file. Hiện tại thì vị khách này qua lắp ban ngày nên không có trực tiếp chỉnh băng đêm được. Thì bên shop mình có cho các bạn trải nghiệm trước một tuần lễ. Nếu các bạn nào đã làm đèn bên mình thì bên mình sẽ cho các bạn trải nghiệm bất cứ bóng đèn nào cũng được nha các bạn nha. Lắp thử cho các bạn luôn. Và cho các bạn thử một tuần lễ, nếu mà các bạn không ưng ý có thể quay qua đổi bóng khác hoặc là bên shop sẽ hoàn tiền lại cho các bạn ha. Ok, đây là bóng V70 mình đánh giá rất là cao ha. Sáng đỉnh nhất, nhất nhì và trong các chân H4 hiện nay luôn các bạn. Rất là nhiều anh em làm ha. Rồi ok, tuyệt vời luôn các bạn. Rồi mình sẽ quay ngược lại, mình cho các bạn xem sơ sơ về độ sáng nè. Đó. Tắt đèn nè các bạn, mở đèn nè. Pha nè các bạn. Không có được rõ ràng bằng như ban đêm được các bạn ha. Hiện tại đang trong nhà mình. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn rất là nhiều ha. Các bạn nào làm xin liên hệ shop. Địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Số điện thoại 0346669686. Các bạn có thể kết bạn Zalo với mình số điện thoại luôn ha. 0346669686. Rồi, bên shop mình là không có làm hàng phay nha các bạn nha. Nên hàng chính hãng nó sẽ cao cấp và nó sẽ nhiều tiền hơn hàng phay thị trường bán hiện nay ha. Thì bên shop mình là bao cho các bạn hàng zin nha các bạn, hàng chính hãng công ty. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều ạ.